once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Hoa Nam Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở hết Hồng Đào Đức 10 với địa chỉ là ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ review lại một cái dòng xe 160, Alex 160 nha các bạn. Phiên bản này phiên bản của 2023. Thì như các bạn đã biết là trong thời gian qua dòng Alex 160 từ phiên bản tiêu chuẩn cũng như là phiên bản đặc biệt á, thì số lượng cũng có giới hạn, cho nên là không có hàng nhiều để cung cấp cho các bạn. Thì trong clip ngày hôm nay thì cửa hàng bên mình cũng đã về được một vài xe, cho nên là cửa hàng bên mình sẽ quay cho các bạn mình tham khảo nha. Thì các bạn cũng đã biết thì dòng xe Alex này hiện tại á, là tất cả những khu vực từ những đại lý nhỏ lẻ sẽ không còn những phiên bản màu này nữa. Các bạn thấy rất là hiếm hàng, và đặc thù hơn các bạn thấy những khu vực các bạn á, thì sẽ không có những cái phiên bản màu như thế này nữa, nhưng mà có nghĩa là rất là hiếm hàng. Cho nên là bên cửa hàng mình cũng kho rất là lớn, cho nên các bạn cứ đến cửa hàng bên mình để có thể là chọn em nói nha bạn. Thì ở đây là dòng xe Alex 160cc nha các bạn. Phiên bản này là phiên bản đặc biệt. Các bạn thấy là phiên bản đặc biệt này là phiên bản sẽ là màu nhám nha các bạn. Đó. Nhìn cái vẻ bên ngoài rất là đẹp luôn, và các bạn thấy ở cái điểm phân biệt của 125 và 160 á, là nó sẽ có cái điểm phân biệt như thế này. Ở 125 á, thì nó sẽ cái kính này á, thì nó giống như kính chắn gió thì sẽ ngang bằng luôn. Còn ví dụ như Alex 160 á, thì nó sẽ cao hơn tí xíu như thế này nha các bạn. Cái thứ hai, một cái điểm phân biệt các bạn mình rất là dễ phân biệt nữa, đây là dòng nếu mà 125cc á, thì nó có cái phanh đó là sử dụng phanh CBS, có nghĩa là phanh thường giống như là thường trước giờ. Còn đối với Alex 160 á, thì nó có cái găng như thế này các bạn, có găng nhỏ này, nó sẽ cảm biến tốc độ khi mà mình thắng gấp. Ví dụ như các bạn mình chạy ở tốc độ nhanh á, thì với cái phanh ABS như này sẽ chống có bó cứng phanh khi mà mình có phát hiện mình thắng gấp nha các bạn, nó đem lại sự an toàn cho mình ha. Rồi các bạn thấy nè, Alex 160 này nó sở hữu cái ngoại hình rất là thể thao cũng như rất là mạnh mẽ. Các bạn thấy là đèn đầu tiên là phần đèn nè, đèn pha này sử dụng là bóng đèn LED nha các bạn. Đây, với bóng đèn LED như thế này nó sẽ cho cường độ ánh sáng trắng, tăng khả năng giống như là tăng cường độ ánh sáng nè, nhưng mà ngược lại là giảm cái khả năng là tiết kiệm, nói chung là sẽ tiết kiệm bình điện năng nha bạn ha. Và một cái điểm rất đặc biệt của dòng Alex này là nó sẽ cái đường viền của cái bóng đèn xi nhan, đèn pha này, đèn xi nhan này nó sẽ giống như cái hình tia sáng nha bạn. Đó, rất là dễ nhìn nè. Và thứ hai nữa là tăng cái vẻ giống như là nó sang trọng và rất là thể thao. Và ở phiên bản 160 các bạn thấy nó có những cái tem rất là đẹp luôn. Đầu tiên là một cái tem 160 vị trí ở vị trí này. Thứ hai là cái bộ tem AB. Đây, cái phần AB này chính là dập nổi 3D nha các bạn. Đó, nhìn thấy rất là đặc sắc, rất là nổi trội luôn. Cho nên các bạn nào thích những cái phiên bản màu này thì hiện tại bên cửa hàng mình cũng đã về cũng được một vài chiếc này. Cho nên các bạn mình có nhu cầu nhà ý muốn đến cửa hàng mua xe thì có thể liên hệ với Nhuận trực tiếp qua số điện thoại là 0964 234 878 nha các bạn. Ở đây là cái phần thân xe nè. Phần thân xe này thiết kế là nó sẽ thon gọn nè, và kết hợp thêm cái bộ tem Emblem và dưới một cái bộ tem là Spectacle Edition nha các bạn, rất là đẹp. Và cái mặt đồng hồ thì Nhuận sẽ quay sơ mặt đồng hồ các bạn xem nha. Thì ở mặt đồng hồ này á, thiết kế á, là nó sẽ full, nó giống là full LED đồng hồ điện tử LCD các bạn. Rất là dễ nhìn, các thông số các bạn thấy nè, rất là dễ nhìn luôn. Đó, đầy đủ các thông số thì nói chung là đầy đủ thông số cái thực có legit nè, các bạn mình rất là dễ nhìn. Còn ở bên tay trái á, thì có những cái thông số ví dụ như là cốp pha nè, còi và xi nhan. Và hiện tại ở cái phiên bản này á, thì tất cả những dòng xe Honda cũng đã bỏ công tắc đèn rồi. Thì cơ chế của nó là xe đèn tự động nha các bạn. Ví dụ như nó giúp cho mình sử dụng, ví dụ như là trong đô thị hoặc là những khu vực thiếu ánh sáng á, thì việc mình quên mở đèn thì nó sẽ gây nguy hiểm cho mình sử dụng và cái người xung quanh. Thì cho nên á, các bạn ở dòng này thì có cái ưu điểm rất là tốt cho mình ha, quên, có chung là hạn chế cho trong vấn đề đó là mình quên mở nha bạn. Thì Alex này sử dụng là động cơ từ 125 và cũng như là 160, và ở phiên bản này 160 nha các bạn, thì nó kết hợp thêm cái công nghệ tiên tiến nhất của Honda, chính là cái công nghệ là ESP LED nha các bạn. Với công nghệ ESP cộng này á, nó sẽ tăng khả năng đốt cháy nhiên liệu nè, giảm thiểu ma sát mà. Và khi động cơ mình chạy á, nó sẽ không bị phát ra tiếng ồn nhiều hơn, và nó sẽ tiết kiệm xăng luôn nha các bạn. Dòng xe này rất là tiết kiệm xăng. Các bạn thấy ở cái thông số tiết kiệm xăng này đó, các bạn thấy là nhãn năng lượng á, là 2,30 nha các bạn. 2,30 lít trên 100 km. Thì các bạn thấy đây là dòng xe động cơ lớn, cho nên đó là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu này cũng hiếm có dòng xe nào mà tiết kiệm cũng như xe này nha các bạn. Rồi về xe Alex 160 á, thì hiện tại bên cửa hàng bên mình có giá hiện tại là chỉ từ là 59.990.000 thôi. Giá này đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn. Các bạn chỉ cần về mình đăng ký trước bạ và ra biển số,
Các bạn nào ở khu vực huyện á, thì chức bạ tầm khoảng cỡ 1,2-1,3 triệu là mình gài biển số rồi nha các bạn. Còn chi tiết như thế nào á, thì các bạn có thể là alo cho Nhuận đi. Thì Nhuận sẽ tư vấn cho các bạn gõ về những cái chương trình ví giống như là chức bạ này nọ để các bạn mình tham khảo ha. Rồi kế tiếp á, là Nhuận sẽ cập nhật về cái chương trình khuyến mãi của dòng xe này. Khi mình mua xe thì mình sẽ được hái lọc tại cửa hàng, có nghĩa là mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Thì nó sẽ cơ cấu giải thưởng từ 100.000, 200.000, 500.000 và 1 triệu đồng. Thì chương trình này là duy nhất tại cửa hàng bên mình nha các bạn. Cho nên á, là các bạn mua xe mình muốn có nhiều chương trình khuyến mãi thì có thể là đến cửa hàng ha. Rồi về chương trình thứ hai là về cái chương trình giảm giá cho dòng xe. Thì đầu tiên á, là cửa hàng sẽ giảm cho các bạn đang là công nhân. Thì nếu mình đang là công nhân á, thì cửa hàng bên mình sẽ giảm cho các bạn là 1 triệu đồng luôn. Thì các bạn khi mua xe các bạn nhớ đem thẻ công nhân của mình theo. Thì bên cửa hàng sẽ xem lại, nếu mà mình đúng là công nhân thì sẽ được giảm giá là 1 triệu đồng ha. Rồi chương trình thứ hai là chương trình thu cũ đổi mới. Thì với cái chương trình này á, thì các bạn sẽ được giảm thẳng thêm 1 triệu đồng nữa. Ví dụ như là mình đang có một dòng xe khác hãng chẳng hạn, xe 50 chẳng hạn, đó vân vân. Thì các bạn có nhu cầu mình đổi xe luôn á, thì bên cửa hàng sẽ giảm cho các bạn thêm 1 triệu đồng khi mình đổi xe. Ví dụ như là có xe 50 đi. Thì khi mình sử dụng xe á, thì có thể là mình mua xe mới thì có thể là có khả năng sẽ dư được một xe. Thì các bạn cứ yên tâm đến cửa hàng thì cửa hàng sẽ thu cho bạn giá từ bằng cho đến là cao hơn thị trường bên ngoài nữa, và mình sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng. Và trường hợp thứ hai á, mình là công nhân mình đổi xe luôn á, thì bên cửa hàng bên mình vẫn hỗ trợ cho các bạn là giảm cả hai cái chương trình cùng với nhau luôn, là giảm được 2 triệu đồng. Đó. Thì chương trình này đó thì Nhuận cũng muốn chia sẻ là duy nhất bên cửa hàng bên mình luôn, và bên ngoài sẽ không có những chương trình này đâu nha các bạn. Rồi về cái phần quà tặng theo xe, khi mình mua xe thì mình sẽ được tặng cái quà khuyến mãi nón bảo hiểm nè, xăng nè, móc khóa thẻ VIP, thẻ cứu hộ công ty Hồng Đức, và đồng thời mình được tặng cái phiếu giảm giá 30% để mình làm những dịch vụ phụ khác, ví dụ như là mình gắn ba ga, thảm lót chân, phủ nano, công tắc đèn hay là vân vân. Những cái phần đó thì các bạn sẽ khi mua xe thì sẽ được nhân viên bên mình tư vấn kỹ và gõ những cái phần đó để tránh cho bạn mình bị mất chương trình khuyến mãi nha bạn. Rồi thì kế tiếp á, là Nhuận muốn chia sẻ về cái chương trình trả góp ha. Thì nếu các bạn đang có nhu cầu mua trả góp thì bên cửa hàng bên mình đã có chương trình hỗ trợ, các bạn chỉ cần trả trước từ 10% thôi. Thì 10% nó tương đương khoảng 6 triệu đồng đó các bạn. Đó thì 6 triệu đồng mình có thể là nhận với xe Airblade 160 cực kỳ sang trọng và mạnh mẽ này rồi. Tuy nhiên á, thì các bạn nào muốn nhận luôn cọc và gốc luôn á, thì bên cửa hàng bên mình vẫn có chương trình này nha các bạn chỉ cần trả trước khoảng 50% là được rồi. Thì 50% giống như là phân nửa giá trị xe đó. Thì chi tiết những móc trả góp, ví dụ như là từ 10% trở lên á, thì có thể là alo trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với Nhuận ha. Thì Nhuận sẽ nhờ ngân hàng tính gõ cho các bạn để các bạn ra cửa hàng để mình đã nắm gõ chương trình rồi, mình lên hồ sơ nó sẽ nhanh chóng hơn nè. Và các bạn nào muốn lên hồ sơ online á, thì bên cửa hàng vẫn có chương trình hỗ trợ cho các bạn ha. Chỉ cần kết bạn Zalo, gửi cho mình là căn cước mặt trước mặt sau thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn lên hồ sơ trả góp, lên hồ sơ online nè. Các bạn có nhu cầu giao xe tận nhà á, thì bên cửa hàng bên mình vẫn giao cho các bạn tới nhà luôn, và rất là thuận tiện và miễn phí tiền công luôn nha các bạn. Tới nhà thì mình mới nhận tiền sau, cho nên các bạn yên tâm về chương trình này nha. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhuận ạ. Thì các bạn nào cần tư vấn về giá tất cả những dòng xe của Honda, các bạn thấy rất là nhiều nè. Thì Vision nè, Wenfa, Futurelet rất là nhiều. Thì các bạn có nhu cầu alo cho Nhuận thì Nhuận sẽ báo giá cho các bạn về chương trình khuyến mãi và giá xe ha. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ.